Xin chào anh em, mình là Đức Duy, trưởng phòng kinh doanh tại Surumoto HDC Auto, có địa chỉ là 106 Nguyễn Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội. Thì hôm nay mình về một chiếc xe 50 AMG, xe sản xuất năm 2015, một chủ từ đầu, biển số Sài Gòn nhá. Mình rút hồ sơ rồi, nên các bạn không phải lo đâu. Xe thì màu trắng và sơn zin thì còn đến khoảng gần 90%, cũng như là về bên mình có spa lại toàn bộ xe, rất là đẹp luôn, đánh bóng cũng như là phủ ceramic cho xe rồi. Thì bản C250 AMG này thì được trang bị rất là nhiều các tính năng xịn sò, ví dụ như là cụm đèn bi này, cụm đèn full LED của nó này, rất là mới luôn, rất là đẹp, cũng như là có cả dải đèn LED day night nhé, dải LED ban ngày này, cũng như là được trang bị 6 mắt cảm biến trước này. Ở bản AMG này thì mặt ca lăng của nó rất là đẹp nhé, mặt ca lăng rất đẹp luôn, được trang bị cả về bộ vành AMG này, đấy. Vành thì là vành 5 chấu này, cũng như là củ phanh được bọc AMG màu đỏ rất là đẹp. Xe thì lốp còn rất là dày nhá, lốp còn rất là dày. Thì đã phủ ceramic rồi nên các bạn có thể thấy được là cái nước sơn của nó nhé, rất là bóng và đẹp. Thì chúng ta hãy đi một vòng quanh xe cùng mình nhé, để trải nghiệm chiếc C250 này. C250 được trang bị cả về loa Boomester này, nhớ 3 vị trí ghế này, đấy, rồi là cảm biến đèn, cảm biến gạt mưa này, cửa sổ trời này, đấy, rèm chắn nắng phía sau này, rất nhiều, rất nhiều các cái option. Cửa gió hàng ghế thứ hai này, đấy. Đây thì riêng bản AMG được 3 cụm điều hòa riêng biệt để các bạn có thể chỉnh, tùy chỉnh. Đây là phụ về phía sau này, nội thất kèm rất là đẹp luôn. Đây cửa sổ trời đây là phong trần này, rất đẹp. Mình thì mình khá thích về cái đèn hậu của phiên bản 215 đổ lên. Form đèn chiếc lá nhé, rất đẹp luôn. Xe thì rút hồ sơ hết rồi, nên là các bạn có thể sang tên ngay trong ngày thôi. Đấy. Cốp thì cũng là, cốp thì rất là rộng. Đấy, cốp rất rộng nhé, cốp của phiên bản C250 này thì rất là rộng, các bạn có thể để đồ thoải mái, rất tuyệt vời luôn. Xe thì mới có lăn bánh được có 6 vạn km thôi, nên là còn rất là mới mà lại là một chủ từ đầu. Xe thì full lịch sử bảo dưỡng của hãng, các bạn có thể kiểm tra thoải mái nhé. Bên mình thì có cam kết cho khách hàng là cam kết về xe không đâm đụng tai nạn này, không ngầm nước thủy kích, động cơ hộp số của xe là nguyên bản, giấy tờ pháp lý của xe là minh bạch. Ngoài ra thì bên mình có bao check test đầy đủ cho các bạn nhé, bao check test hãng, các bạn yên tâm. Xe đầy đủ 2 chìa khóa này, cũng như là sổ bảo hành bảo dưỡng đầy đủ hết, các bạn yên tâm. Đây là mùi ghế này, đây các bạn có thể thấy là xe một chủ từ đầu và xe rất là giữ gìn luôn. Cái mùi ghế đó còn rất là mới này, mặt ghế là mùi ghế này, xe rất đẹp luôn. Thì mình sẽ qua bên khoang lái để xem một chút nhé. Thực sự là trong phân khúc tầm khoảng 1 tỷ thì C250 AMG thì là một lựa chọn mà mình nghĩ là các bạn nếu có thời gian thì có thể tham khảo, cũng như là quan tâm về chiếc các sản phẩm này của mình, nó sẽ không làm các bạn thất vọng đâu ạ. Về phần ghế lái thì xem qua một chút thì phần mùi ghế của xe nhé. Đây, cái phần này là cái phần mà nội thất kem, cũng như là về tất cả các sản phẩm thì các bạn có thể xem được cái phần mùi ghế nó chạy nhiều chạy ít thì nó sẽ bị bẹp xuống và bị phai rất là nhiều. Thì xe thì còn khá là mới. Đây, xe chạy được 42.000 mile thì nó rơi vào khoảng 6 vạn 7. Nó rơi vào khoảng 6 vạn 7 cây. Vô lăng AMG này, cầm rất là sướng luôn, đầy đủ cả lẫy chuyển số trên vô lăng này, đấy, rồi là màn hình digital này, để các bạn có thể nghe nhạc cũng như là map, tất cả mọi thứ này rất là đầy đủ. Yên ngựa thì là vân gỗ chìm nhá, có một cụm đồng hồ của Mercedes ở đây, rất là đẳng cấp. Cụm điều hòa này, đấy, cụm điều hòa 2 vùng riêng biệt, đấy, cửa sổ trời này, cửa sổ trời này, đấy, rồi là xe thì được trang bị là 5 chế độ lái này, cảm biến trước sau này, rèm cửa phía sau này, một con chuột điện ở đây và núm điều khiển của màn hình giải trí ở đây nha các bạn nhé. Đấy. Xe thì một chủ từ đầu nên là nó rất là mới. Thì chiếc C250 AMG xe sản xuất năm 2015, một chủ từ đầu, biển số thành phố, màu trắng và nội thất màu kem. Chiếc này thì mình đang chào bán với mức giá là 1 tỷ 040 triệu đồng các bạn nhé. giá có thương lượng cũng như là có hỗ trợ trả góp lên đến là 75% giá trị xe trong vòng từ 5 cho đến 6 năm thì các bạn yên tâm. Ngoài ra thì các bạn có thể đưa vào chính hãng kiểm tra chất lượng xe thoải mái trước khi các bạn mua. Nếu như mà sai cam kết thì bên mình sẽ hoàn trả 100% số tiền mà các bạn đã đặt cọc cũng như thanh toán đối với mình, bao gồm cả các chi phí đi lại, tiền check, tất cả mọi thứ từ A đến Z. Để các bạn đến xem xe mà không mất công mất sức của các bạn nhé. Bên mình thì đều cam kết bảo hành đầy đủ cho các bạn, để các bạn yên tâm. Một lần nữa thì mình cảm ơn các bạn đã quan tâm hết video của mình. Mình là Đức Duy, trưởng phòng kinh doanh tại Surumoto HDC Auto. Các bạn có thắc mắc gì thì hãy để lại comment cũng như là gọi điện trực tiếp đến số hotline trên màn hình của mình nhé. Cảm ơn anh em.